ra mắt tại thị trường Thái Lan vào đầu tháng 7 năm 2020, thì không lâu sau, Corolla Cross đã được mang về Việt Nam với trang bị và giá bán gần như không khác nhiều với bản thương mại tại thị trường Thái Lan. Cùng ô tô Sài Gòn tìm hiểu mức giá vừa được Toyota công bố tại thị trường Việt Nam. Giá bán chính thức của Toyota Corolla Cross tại Việt Nam cụ thể như sau. Corolla Cross 1.8 phiên bản G có mức giá 720 triệu đồng. Corolla Cross 1.8 phiên bản V với mức giá là 820 triệu đồng. Corolla Cross 1.8 phiên bản HV Hybrid có mức giá 910 triệu đồng. Toyota Corolla Cross là dòng xe hoàn toàn mới của hãng xe Toyota. Đây là bước tiến mới, mở ra một phân khúc mới. Corolla Cross nằm giữa CUV hạng B và C. Xe có kích thước lần lượt dài rộng cao là 4460mm, 1825mm và 1620mm. Chiều dài cơ sở 2640mm, khoảng sáng gầm 161mm với bán kính vòng quay xe là 5,2m. Corolla Cross sử dụng động cơ xăng 1.8 lít 4 xi lanh Dual VVT-i cho công suất 138 mã lực tại vòng tua 6.400 vòng trong 1 phút và mô men xoắn cực đại 172 N tại vòng tua 4.000 vòng trong 1 phút, đi cùng với hộp số vô cấp Super CVT-i. Phiên bản máy xăng 1.8 Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.8L có công suất 97 mã lực và 142 Nm kết hợp với một motor điện mạnh 53 mã lực và 163 Nm đi cùng với hộp số ECVT. Bản 1.8 HV Hybrid sẽ có các chế độ lái EV Mode, Normal, Eco và Power. Một điều bất ngờ nữa trên Toyota Corolla Cross khi về Việt Nam đều gần giữ nguyên các trang bị tiện nghi và an toàn như bản tại thị trường Thái Lan. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý như đèn pha LED, ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối thông minh Apple CarPlay và Android Auto, cửa sổ chỉnh điện một chạm chống kẹt tất cả các cửa. Trang bị an toàn trên Corolla Cross rất đầy đủ như 7 túi khí, phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đổ xe trước sau. Đáng chú ý khi Corolla Cross tại Việt Nam sẽ trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 mới nhất trên bản 1.8V và 1.8 HV Hybrid với các tính năng như cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cruise control chủ động, đèn pha tự động thích ứng. Với trang bị và giá bán như trên, Toyota Corolla Cross 2020 dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc CUV đô thị, cạnh tranh trực tiếp cùng các dòng xe của Honda HR-V hay Kia Seltos, thậm chí kể cả Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Corolla Cross 2020 có tổng cộng 7 màu lựa chọn và bắt đầu nhận đặt hàng trước khi giao xe vào tháng 9 này. Riêng tùy chọn màu trắng ngọc trai sẽ có giá cộng thêm 8 triệu đồng. Các bạn thấy sao về Corolla Cross 2020 với mức giá vừa được công bố? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy like, share video, subscribe kênh YouTube Ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.